Tại sao không kết hợp du lịch và chụp ảnh cưới ngay tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam? Hana Wedding Studio ảnh cưới có dịch vụ tốt nhất thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa đón tận sân bay, tư vấn các dịch vụ, chọn váy cưới, make up, tạo dáng phù hợp, giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chi tiết xem ngay tại mô tả dưới video này. Trước V Smart, đây là những chiếc điện thoại made in Việt Nam đình đám một thời. Thị trường smartphone Việt Nam ngày càng sôi động hơn nhờ sự xuất hiện liên tục của các tên tuổi, trong đó có thể kể đến như Q Mobile, VNPT, Viettel thu hút sự quan tâm của công chúng và cho thấy cơ hội cạnh tranh với những đối thủ lớn tới từ nước ngoài. BKAV được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm Zephyrus, model điện thoại thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2015 với hai phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn và bản mạ vàng. Tính đến nay, BKAV đã cho ra mắt Bphone 1, Bphone 2 và Bphone 3. Sản phẩm mới gần đây nhất là Bphone 3 có giá dao động quanh mức 13 triệu đồng. Thiết bị này có màn hình 5,5 inch, độ phân giải Full HD, máy còn sở hữu chip Snapdragon 625 của Qualcomm, RAM 3GB, dung lượng 32GB. Thiết bị có camera sau 16 megapixel, camera trước 8 megapixel và pin 3000 mAh hỗ trợ sạc nhanh. Mobistar. Ra đời vào tháng 5 năm 2009, Mobistar là thương hiệu điện thoại thuần Việt thuộc quyền sở hữu của Mobistar Corp. Khởi đầu bằng những chiếc điện thoại cơ bản với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng. Hai năm sau, Mobistar bắt đầu tung ra những mẫu điện thoại cảm ứng đầu tiên, sau đó là các mẫu smartphone chạy hệ điều hành Android. Từ đó đến nay, Mobistar luôn định hướng là các sản phẩm của mình ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, hướng tới đối tượng người dùng bình dân. Mới đây, tại sự kiện Tech Forum vừa diễn ra, Mobistar đã cho ra mắt hai mẫu di động mới là Jumbo S2 Duo và Pride X Max có giá lần lượt là 3,8 và 6,8 triệu đồng. VNPT. Năm 2013, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT bất ngờ thông báo sẽ tham gia vào thị trường smartphone với mẫu máy đầu tiên mang tên là Vivas Lotus S1. Tập đoàn này cho biết đây là smartphone thương hiệu Việt đầu tiên sản xuất tại Việt Nam. Tính đến nay, VNPT đã tung ra 5 chiếc máy mang thương hiệu này, bao gồm S1, S2, S2 Eco và S2 Pro. Và gần đây nhất là chiếc S3. Viettel. Viettel cũng là một trong những đơn vị đầu tiên và cũng là nhà mạng duy nhất tại Việt Nam bán ra smartphone. Một số mẫu máy như V8403 hay V8404 từng tạo được tiếng vang trên thị trường nhờ mức giá rất rẻ chỉ khoảng 1,5 triệu đồng nhưng vẫn đem đến cho người dùng trải nghiệm smartphone ở mức cơ bản. Mới đây, những thông tin đầu tiên về chiếc VPhone, Viettel Luxury Phone đã được trang bị các tính năng bảo mật cao cấp nhất và sản xuất tại Việt Nam vừa được hé lộ. Theo đó, VPhone được trang bị vỏ kim loại aluminium A6061 chuyên dụng trong ngành hàng không và sở hữu màn hình cảm ứng với kích thước 5,2 inch, độ phân giải Full HD 1920x1080px. Về mặt cấu hình, máy sử dụng con chip Qualcomm Snapdragon 430 với 2GB RAM và 16GB dung lượng bộ nhớ lưu trữ. Máy không được trang bị camera nhằm mục đích phục vụ cho khả năng bảo mật. Q-Mobile. Q-Mobile ra đời năm 2008. Từ năm 2008 tới năm 2010 là thời kỳ hoàng kim của dòng điện thoại Q-Mobile. Dòng điện thoại này chủ yếu đánh vào phân khúc giá rẻ với chức năng 2 SIM mà các hãng điện thoại khác bỏ qua. Bắt đầu vào năm 2012, Q-Mobile tham gia cuộc đua thông minh hóa cho điện thoại và được khách hàng ưa chuộng với các dòng sản phẩm như Dream SI, QS470, Storm W610. Đến tháng 7 năm 2015, nhà sản xuất smartphone thương hiệu Việt Q-Mobile chính thức đổi tên thương hiệu của mình thành Q, đồng thời công bố ra thị trường dòng smartphone Glam mới. Cuộc thay đổi này nhằm mục đích xây dựng một thương hiệu smartphone có đặc trưng riêng và giàu cảm xúc mới. Asanjo. Asanjo là một thương hiệu gắn liền với các sản phẩm TV, tuy nhiên đã tỏ rõ tham vọng của mình về việc tham gia vào thị trường smartphone tại Việt Nam. Tháng 8 năm 2017, thông tin Asanjo chính thức gia nhập thị trường smartphone và hướng đến đối tượng người dùng có mức thu nhập thấp đã xuất hiện trên nhiều tờ báo. Theo đó, Asanjo Z5 là một trong hai chiếc smartphone sẽ được hãng ra mắt trong thời gian tới. Màn lưng gần như giống hệt iPhone 7 Plus và được gia công từ chất liệu kim loại nguyên khối khá đẹp. Trong khi đó, mặt trước lại tương đồng với những thiết bị của Oppo gần đây cũng được tích hợp cảm biến vân tay. Và Vsmart. Mới đây, Vingroup đã chính thức thông báo sẽ ra mắt 4 mẫu smartphone thuộc nhiều phân khúc giá khác nhau, đáp ứng mọi đối tượng người dùng mang thương hiệu Vsmart. Theo đó, công nghệ của Vsmart được phát triển trên nền tảng tiêu chuẩn cao của châu Âu. Hầu hết các khâu trong chuỗi giá trị sản xuất các thiết bị điện tử thông minh từ thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm đến sản xuất do công ty công nghệ hàng đầu Tây Ban Nha là BQ phát triển. Cùng với BQ, Vsmart cũng hợp tác chặt chẽ với các hãng công nghệ lớn nhất thế giới như Qualcomm, Google nhằm cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực điện thoại thông minh.
Theo thông tin từ nhiều nguồn cung cấp, Vingroup sẽ cho ra mắt tới 4 mẫu smartphone trong thời gian tới. Được biết, dòng Vsmart Active sẽ thuộc phân khúc tầm trung, trong khi đó Vsmart Joy sẽ là giá rẻ. Cụ thể, Vsmart Active One về thiết kế sẽ có mặt lưng bằng kính uốn cong. Mặt lưng này bao gồm cùng camera kép đặt dọc, đèn flash kép, cảm biến vân tay và logo tên thương hiệu Vsmart. Mặt trước của máy đi kèm theo thiết kế toàn màn hình, tuy nhiên vẫn còn phần viền trên và dưới. Active One sẽ được trang bị RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, tuy nhiên vi xử lý thì chưa được tiết lộ. Máy sẽ có hai phiên bản màu sắc là Carbon Black và Sand Gold. Vsmart Joy One sẽ là mẫu máy giá rẻ nhất. Chính vì vậy, mặt lưng của máy được làm bằng nhựa. Joy One cũng chỉ được trang bị một cụm camera đơn, nhưng đèn flash được đặt dọc để tạo cảm giác giống với máy camera kép. Sẽ có hai phiên bản màu sắc là Black và Silver. Từ Ngọc Anh theo Nhịp Sống Kinh Tế, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.